bàn đi. Thôi mà đèn cho nó sớm. Để có biết. Dạ. Còn lại không? Tắt đèn ngủ tối rồi 11 giờ rồi kìa. Tắt đèn ngủ. Trời ơi. Mười á. Ừ, 11 giờ. Trời hổng. Rồi trời hổng luôn. Chị chỉ quá không? Nói làm tế hả? Tôi làm tế hả? Chị à? Suối à? Nói. Lấy cái cây này. Lấy cây cây rồi. Cháu ơi, mày đến cho. Cháu ơi, mày à. Đu đi chợ khách đi. Đi 4, 5, 5, 5 đi. Trời ơi, mắc cười, mắc cười đi. Con mới nói vậy, nói vậy là không có ngoan. Nói vậy là không biết không? Nói vậy, vậy là không biết không? Nói vậy là không có ngoan là hư đó. Nói gì không biết không? Là nó sẵn không? Là nó chuẩn bị? Là nó sẵn không? Là nó đúng? Nó xàm mà là nó đúng hả? Nó xàm đúng mà. Quyên ơi, lấy cái cây ra coi Quyên. Chúng ta nên làm gì đây? Ủa? Tôi không phải để lấy cái bữa ta. Vậy đi. Cậu đừng có nói chứ chị mà. Lấy cái cây bự ra quen. Lấy cái lần mà. Cảm ơn nha. Khỏi. Mẹ hả? Khỏi. Sẽ không ai chịu bán đâu. Vì họ đã nghe qua về kế hoạch tăng phí. Khỏi. Khỏi. Cảm ơn nha. Khỏi. Xin lỗi. Ủa xin lỗi giọng mẹ cha người ta vậy hả? Ôi trời ơi. Sao họ có thể đòi hỏi vậy được chứ? Mặt đơn lắm ơi. Không đời nào có chuyện đó lạ. Trời ơi, họ không thể mong đợi sẽ thay đổi cuộc sống với mấy căn mặt trống lạ. Nhắm mắt nhìn nè. Ừ, mặt trống lạ, mắt gì vậy ạ? Mà trống mắt. Ôi quên chuyện thùng lượng đó đi. Mặt trống lạ. Trời ơi, chị ơi. Con mà giống hèo chứ. Nếu việc đó mà làm